Vâng, rất vinh dự và tự hào cho tôi được sinh ra và lớn lên tại quê hương Trực Thái, được học tập dưới mái trường Trung học cơ sở Trực Thái. Trường Trung học cơ sở Trực Thái là một trong 26 trường trung học cơ sở của huyện Trực Ninh. Trường được thành lập từ năm 1965, đến nay là vừa tròn 50 năm. Trải qua 50 năm, nhà trường qua các thời kỳ thăng trầm của lịch sử, qua quá trình nỗ lực, phát huy nội lực của tất cả các thế hệ cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong nhà trường, thì đến nay nhà trường đã từng bước đi lên và đạt được rất nhiều những thành tích và khẳng định được vị thế của mình trong khu vực. Vì thế, uy tín của nhà trường được nâng lên là địa chỉ tin cậy của tất cả các học sinh cũng như phụ huynh học sinh trong các cái xã lân cận ở trong miền 4 của huyện Trực Ninh. Thì hiện nay nhà trường chúng tôi là có 36 cán bộ công nhân viên trong nhà trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Cụ thể là có 14 đồng chí là có bằng đại học, tốt nghiệp đại học, 25 đảng viên, 2 đồng chí lãnh đạo ban giám hiệu và 30 cán bộ đồng chí là giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy. Tập thể nhà trường có thể nói là một khối đoàn kết và gắn bó, trẻ khỏe, năng động, nhiệt tình và hăng say chuyên môn, yêu nghề, yêu trẻ. Trong những năm gần đây thì được sự quan tâm của đảng ủy và lãnh đạo các cấp, các bậc phụ huynh học sinh cũng như là các cựu học sinh của nhà trường, thì nhà trường đã được thay da đổi thịt, khang trang, sạch sẽ, đẹp hơn và tiện nghi hơn. Và qua đó thì nó thúc đẩy được cái phong trào học tập của nhà trường ngày càng một đi lên. Cụ thể như năm học vừa qua đạt được là hơn 80 giải học sinh giỏi và thi vào trung học phổ thông thì xếp thứ 2 trong 26 trường trong huyện và xếp thứ 28 trong 242 trường trong tỉnh. Và một niềm vui rất lớn trong mấy năm gần đây chúng tôi là năm 2007-2008 là trường đạt trường chuẩn quốc gia, và năm 2011 thì trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục bền vững cấp độ 3. Thế thì trong 5 năm liên tục vừa qua thì dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu, các ban ngành đoàn thể, thì anh em rất nhiệt tình và luôn luôn phấn đấu nỗ lực hết mình, và 5 năm liên tục chúng tôi đạt được là trường tiên tiến xuất sắc. Và năm học vừa qua thì thực hiện cái nghị quyết số 29 của ban chấp hành trung ương đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, thì chúng tôi đã bồi dưỡng cũng như là chỉ đạo anh chị em giáo viên đổi mới cái phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và đổi mới trong công tác kiểm tra đánh giá cũng như là đổi mới trong cái kế hoạch giảng dạy để định hướng phát triển về năng lực học sinh. Và vì thế năm học vừa qua thì nhà trường chúng tôi đạt được rất nhiều thành tích cao. Trong các cái giải học sinh giỏi thì có 80 giải thì có 5 giải cấp tỉnh và 1 huy chương đồng cấp quốc gia. Năm vừa qua thì trường tôi đạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Và năm học này thì ban giám hiệu chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo cho anh em trong nhà trường đẩy mạnh cái việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh và phương pháp thi cử kiểm tra đánh giá, cũng như là tăng cường kiểm tra đánh giá, tăng cường đổi mới trong công tác lãnh đạo cũng như là sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn vân vân, tăng cường bồi dưỡng tư tưởng đạo đức chính trị cho học sinh và cho giáo viên và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư mua sắm rồi kết hợp với xã hội hóa giáo dục thì mua sắm rồi đầu tư để sửa chữa trường lớp khang trang, sạch đẹp, an toàn và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia, trường kiểm định chất lượng ra cấp độ 3 và là luôn luôn là dẫn đầu cái top đầu của huyện và tỉnh. Thế thì phấn đấu trong năm tới chúng tôi sẽ đạt làm thế nào để đạt được trường đạt chuẩn về xanh, sạch đẹp, an toàn, và cũng có định hướng là xin đề nghị cấp trên để tặng cái huân chương lao động hạng 3 kỷ niệm 50 năm thành lập trường trong cái giai đoạn tới. Thì quá trình xây dựng phát triển của nhà trường, những thành tích mà nhà trường đạt được trong những cái năm qua rất đáng là tự hào, và chúng tôi tự ý thức được đấy rằng là mỗi thành viên trong nhà trường chúng tôi hôm nay và mai sau không được phép hài lòng và còn phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Thì thay mặt cho ban lãnh đạo nhà trường cũng như là anh chị em tập thể giáo viên nhà trường thì cũng trân trọng và ghi nhận cái công lao giúp đỡ của các thầy cô trong ban giám hiệu tiền nhiệm cũng như là các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên, các em cựu học sinh của những người đi trước đã xây nền đắp móng cho ngôi trường này
Và chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới các lãnh đạo các cấp, cũng như là các cán bộ công nhân viên, cũng như các em học sinh, cựu học sinh của nhà trường. Và tin tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được các cái sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả, sự động viên, khích lệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên chặng đường của chúng tôi tiếp theo.